Với tổng diện tích là 1.200 m² và hiện trạng là đất cây lâu năm. Trên đất thì có một căn nhà cấp 4, thửa đất có chiều ngang 21m và chiều dài là 56m, hướng chính là hướng nam. Gia chủ đã bán toàn bộ thửa đất này là 1.400.000.000 đồng. Thửa đất thuộc phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, kính thưa quý vị. Mến chào quý vị, và lời đầu tiên thì em xin chân thành cảm ơn quý vị cô chú và anh chị đã xem và đã đăng ký kênh của em trong suốt thời gian qua. Em xin kính chúc quý vị cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Hôm nay kính mời quý vị cô chú và anh chị cùng em đi về phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để cùng tham khảo thửa đất có chiều ngang mặt tiền là 21m, chiều hậu sâu vô là 56m. Trên đất có một căn nhà cấp 4 và có trồng sầu riêng, kính thưa quý vị. Thì hiện tại trước thửa đất là một con rạch và đối diện con thửa đất là một cái con đường đi. Thì hiện tại đường đi đang quy hoạch nha quý vị. Đó, thì trên đất của chúng ta có sầu riêng nè. Đây, những cái sầu riêng này chắc cũng được là 5 năm, 6 năm tuổi rồi. Trên vườn thì số lượng sầu riêng thì cũng thưa nha quý vị. Cây cũng thưa thôi, chứ số lượng cây cũng không có nhiều. Thì trên đất á, thì có một căn nhà cấp 4 nè. Căn nhà xây chưa tô nha quý vị, chưa có trang trí. Đất hướng chính là hướng nam, cái hướng rất là đẹp nha quý vị. Cất nhà hướng nam ở nó rất là mát luôn. Đó, những cây sầu riêng nó như vậy đấy, đấy quý vị. Thì 1 + 2 thì trên đất thì tầm khoảng là 20 cây sầu riêng. Đó, tầm khoảng 20 cây sầu riêng nha quý vị. Thì vị trí cái trụ đá trước mặt chúng ta qua cái lá dừa đó, có một cái trụ đá nha quý vị, có một cái trụ xi măng đó đi thẳng ra đằng sau luôn, là đi ngang cái vách nhà luôn. Ở ngoài nhìn vô thì chúng ta cái ganh nó sẽ đi ngang cái vách nhà bên trái. Còn đây chính là cái con đường nhựa, cách thửa đất là khoảng hơn 500m. Đó, chúng ta theo cái con đường đá sỏi đường nhỏ này, hiện tại 1m nè, đang quy hoạch lên nha quý vị. Thì sơ đồ thửa đất có chiều ngang là 21m, chiều dài tổng chiều dài là 56m. Đó, thửa đất rất là đồng thanh đồng thủ, rất là vuông, rất là đẹp luôn. Đó, trước thửa đất là một cái con kênh rạch thì để dẫn nước cũng như thoát nước thì rất là tuyệt vời. Đây là toàn bộ mặt trước nha quý vị. Cái con đường này là cũng chừa hàng rào đi vào nó, cái hàng rào ở bên cái đường đi nè, người ta chừa vô là từ hơn 3m, chừa vô là khoảng 4m, là khoảng 3m mấy 4m đó, để chừa đây với quy hoạch lên cái đường đan nha quý vị, quy hoạch lên cái đường đi á. Thì thửa đất của chúng ta thì nó nằm ở trong cái phần này, để em đi vô trong quý vị cô chú và anh chị chúng ta xem. Đó, sầu riêng nè quý vị, những cái sầu riêng rất là đẹp ha. Tại vì không có người chăm sóc nên người ta bán thôi chứ quý vị ơi. Đó, những cái sầu riêng này rất là đẹp luôn. Do không người chăm sóc nên người ta bán, đó là toàn bộ thửa đất này giá 1.4 tỷ, 1.400.000.000. Thì em cũng xin thông tin thêm, thửa đất này hiện trạng cái sổ cũ là đất lúa, nhưng mà cái khu này là quy hoạch lên cây lâu năm hết rồi. Chỉ việc ra chỉnh trang tư lại là chuyển mục đích lên cây lâu năm thôi, rất là dễ, rất là nhanh cho quý vị, cô chú và anh chị. Thì cái thửa đất từ cái mí đan nè, nhìn nó từ cái mí đan hướng qua bên trái. Còn cái đường đan này là của cái thửa đất ở bên trong nha quý vị. Cái đường đan là của thửa đất ở bên trong. Đó, vườn sầu riêng. Sầu riêng này cũng đẹp, nói chung là rất là đẹp, chưa có cho trái, người ta chưa để trái. Ở đằng trước này thì có một cái ao đằng chỗ cái đám rau muống đó. Thì trên sổ thể hiện nè quý vị, 1.200 m², đó là đất trồng lúa nước, nhưng mà sổ này là sổ cũ, chuyển mục đích rất là dễ dàng. Đó là cho quý vị cô chú và anh chị chúng ta dễ mua, dễ đứng tên. Đó, sầu riêng trong vườn rất là đẹp luôn. Ở đằng trước thì có một cái ao, rồi bên hông nhà cũng có một cái ao nữa, chút xíu mình sẽ quay cho quý vị cô chú và anh chị xem. Thì đây là một căn nhà, thì cũng là một căn nhà cấp 4 bình thường thôi, nhà xây thô chưa có trang trí, nhà cấp 4 kiểu xưa ở nông thôn đó quý vị. Đó, sầu riêng này rất là đẹp. Cái miếng vườn này thì nó hình chữ nhật, cái góc nó rất là vuông, nó rất là đẹp luôn. Đây, những cây tắc này người ta không hái luôn, nó chín quá trời luôn. Đó, hệ thống tưới thì cũng đầy đủ rồi quý vị. 1.200 m², đất cây lâu năm thì chủ ra bán với giá là 1.400.000.000 đồng.
đó, giá trên thương lượng nha quý vị. Thì quý vị cứ vào xem đất và em sẽ dẫn gặp chính chủ luôn, gặp trực tiếp với chủ chúng ta thương lượng. Bên hông căn nhà thì cũng có một cái ao nữa nè quý vị, ở đây thì nuôi cá này cũng được, cũng rất là ok, nuôi cá để chúng ta ăn. Đó, căn nhà đó là căn nhà cấp 4 kiểu xưa, chưa tô chưa trang trí, và đây là hình ảnh nhìn ở trên ha, nhìn xuống rất là đẹp nha quý vị. Thì ở trên vườn tầm khoảng lớn nhỏ chắc cũng khoảng 20 cây sầu riêng nha quý vị, lớn nhỏ khoảng 20 cây sầu riêng. Em đi sẽ đi tới cái hàng rào phía sau luôn cho quý vị, cô chú và anh chị chúng ta xem tham quan ha. Giá là 1 tỷ tư cho toàn bộ thửa đất này. Đó, căn nhà cấp 4 hồi xưa đó quý vị, căn nhà cấp 4 hình kiểu chữ L, hai mái. Cái phần nóc ở trên đó chúng ta về chúng ta thay tôn giả ngói cũng được cho nó tiện, nó cũng đẹp. Những căn nhà đó rất là dễ sửa. Những cây tắc này người ta không có hái luôn, trái rất là nhiều đó. Và đây cho quý vị cô chú và anh chị chúng ta xem lại cái sơ đồ ha. Đây là cái sơ đồ thửa đất chiều ngang 21, chiều dài là tổng chiều dài là 56. Thửa đất rất là vuông, rất là đồng thanh đồng thủ. Giá 1 tỷ tư cho toàn bộ thửa đất này, 1 tỷ tư, 1 tỷ 400 triệu đồng đó, 1 tỷ 400 triệu đồng cho 1.200 mét vuông. Trên đất này có khoảng 20 cây sầu riêng, thì sầu riêng này vào chúng ta chăm sóc xử lý lại là cho trái được rồi quý vị. Dạ, quý vị cô chú và anh chị nào ưng ý thửa đất này vui lòng gọi cho em số điện thoại là 0987776287. Em sẽ hướng dẫn quý vị cô chú và anh chị chúng ta đi xem đất và gặp trực tiếp đến chủ chúng ta thương lượng nha. Này, đến đây thì em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú và anh chị trong video tiếp theo nha.